Em chào Rồi, anh bạn. đấy. Ê, Cả anh chị em em thấy hôm nay tham gia diễn đàn ấy, thì em muốn chia sẻ về cái luận điệu và xuyên tạc chia rẽ của các cái thế lực thù em địch nói cho anh thì xin một phút đi. ở đây cái luận điệu mà của các cái thế lực thù địch đó là xuyên tạc về cái thứ nhất đó là bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đấy, về Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh có cái bài phát biểu cũng rất là hay, rất là ý nghĩa, mà chúng nó lại kêu là dọn đường cho dư luận. Đấy, cái lực lượng, cái bọn chống đối á, là nó nói rằng là như vậy á, cái bài phát biểu đó là dọn đường cho dư luận. Ở đây thì có cái mối liên hệ là ông Nguyễn Chí Vịnh thì nói về tất cả các cái mặt trong cái đời sống xã hội và các cái mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam với các nước khác trên thế giới. Nhưng mà ở đây á, thì cái thay đổi dụng và trái phạm á, thì nó vin vào cái nó nói là dọn đường cho cái việc mà Việt Nam đang phê duyệt để đăng ký mua Sinovac của Trung Quốc. Thì ở đây á, là cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó là nó rất là rõ ràng rồi. Thì trước đây á, thì không có mua, nhưng mà khi á, tới bây giờ á, là chúng ta có cái dự kiến là để phê duyệt để tiến hành mua Sinovac, nó có rất là nhiều lý do, và cái lý do hàng đầu á, là vì cái sự an toàn của người dân. Ở cái mặt chúng ta suy nghĩ á, thì đó là một cái suy nghĩ cực kỳ tích cực và cực kỳ khôn ngoan của đảng và nhà nước. Tại vì cái Sinovac của Trung Quốc khi sản xuất ra, họ đem cho các cái nước khác, tài trợ cho các cái nước khác ở các cái khu vực Đông Nam Á, Châu Phi hoặc là Châu Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam mình chưa bao giờ ngửa tay ra xin hoặc là chấp nhận để lấy những cái đó. Vì cái lý do sau đây. Vừa mới đây, cách đây mấy ngày thôi, là cái tổ chức y tế thế giới mới công nhận cho phép lưu hành cái vaccine Sinovac của Trung Quốc. Thì khi vừa có quyết định của quốc tế thì Việt Nam mới tiến hành là xem xét có cần thiết để mua hay không và có mua hay không. Thì ở đây Sau nói đó lên cái điều anh nói với thân này, cách đây mấy hôm ấy mình phải nói như này, tổ chức y tế thế giới WHO 10 ta mới phê duyệt cái vaccine của Trung Quốc đúng không? Do đó căn cứ vào cái phê duyệt của tổ chức y tế thế giới, Việt Nam mình mới phê duyệt. Chứ còn hiện nay ấy, mình đặt vấn đề là mua của Trung Quốc thì mình vẫn chưa đặt vấn đề, mình chỉ mới phê duyệt thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ như tôi nói các bạn này, cái vaccine của Trung Quốc ok thì tổ chức y tế thế giới người ta phê duyệt, mà phê duyệt rồi thì mình căn cứ vào đấy, sau đó mình xem xét, sau đó mình phê duyệt. Còn cái chuyện mà sau này ví dụ như mình nhập về vaccine của Mỹ này, vaccine của Anh này mà chưa đủ thì hoặc là vaccine Sputnik V của Nga chưa đủ, mình sẽ nhập thêm vaccine của Trung Quốc nữa. Với lại thứ hai, vaccine của mình, tôi nói với tất cả các bạn, hiện nay đang thử nghiệm lâm sàng lần thứ ba. Nếu mà ví dụ ok thì nếu mà giả sử lúc đó tổ chức y tế thế giới mà người ta chưa công nhận cần thiết, mình vẫn sử dụng ở trong nước đúng không? Trong khi nếu mình đúng cấp rồi. bách quá, trong khi chờ tổ chức y tế thế giới công nhận, nếu mà tổ chức y tế thế giới công nhận thì lúc đó mình có khả năng mình xuất khẩu được sang các nước ví dụ người ta yếu thế hơn, hay là mình viện trợ cho một số nước đó. Tôi nói các bạn Đúng cái quy anh. trình đang như thế, cho nên ở đây tôi nói với tất cả các bạn là cái bọn ba que ba cẳng bọn mà xuyên tạc ấy, nó cố tình nó xuyên tạc cái vaccine của Trung Quốc là như thế nào. Nhưng tôi nói các bạn là không có lo gì cả, tổ chức y tế tổ chức mà y tế thế giới người ta đã công nhận rồi đúng không, các chuyên gia đầu ngành ở trên thế giới người ta công nhận thì mình cứ trích thoải mái rồi ok. Thì đó đó là như mới thấy được chúng nó cố tình nó tạo ra cái mâu thuẫn, tạo ra cái chia rẽ anh mà. Chứ em nói là giờ nhìn lại đi, chúng ta thấy được cái vấn đề gì từ khi mà đảng và nhà nước chúng ta đề cập tới cái vấn đề xem xét về cái phê duyệt về vấn đề mà có nên mua là vaccine Sinovac hay không, khi có cái quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới, đó thể hiện ra là đảng và nhà nước luôn quan tâm tới sức khỏe của người dân, tới an toàn tính mạng của người dân.
chứ không phải là chạy đua theo thành tích cái nước ABC Lào Campuchia gì chích mười mấy phần trăm rồi, nhưng mà hiện nay Việt Nam chỉ hơn 1% dân số thôi. Nhưng đó, chúng ta nhìn nhận lại vấn đề coi tại sao trước giờ chưa bao giờ đã động tới cái vấn đề Sinovac của Trung Quốc, nhưng mà từ khi có cái phê duyệt đó thì chứng tỏ là cái vaccine đó nó có tác dụng, nó không có cái tác dụng phụ, nó không có cái nguy hiểm giống như là có những cái vấn đề là chưa được đảm bảo an toàn đấy. Thì từ đó người lãnh đạo đảng nhà nước mới là quan tâm tới cái vaccine đó. Đó là một cái việc rằng rất là nhân văn, chứ không phải đưa người dân mình làm con chuột bạch, cứ mua về rồi chích phí chích trại đi, chúng ai chúng mà không chúng thì thôi, cái đó là hoàn toàn rất là vô trách nhiệm. Cho nên là mới thấy được cái vị lãnh đạo của chúng ta, đảng nhà nước chúng ta quan tâm tới đời sống tính mạng của người dân như thế nào. Cái việc làm cao quý rất là đáng trân trọng và nhân văn như vậy thì chúng nó vẫn còn xuyên tạc được đó. Cho nên là em nói là chúng nó chỉ có xuyên tạc thôi, chứ nó không có cái một cái lý lẽ nào hết đó. Nhìn đi nhìn lại tất cả những cái vấn đề, không phải là các cái loại thuốc A là tốt, thuốc B là tốt. Thì nếu mà nói về thuốc tốt, nói thẳng ra qua cái hai cái giai đoạn và bây giờ đang là giai đoạn 3 để thử nghiệm lâm sàng, thuốc Việt Nam hầu như là 100% sinh ra kháng thể đấy. Thì như vậy, và bàn thêm về cái sự chỉ đạo lãnh đạo của đảng và nhà nước đối với cái công tác phòng chống dịch, thì chúng ta xem ở trên thế giới hiện nay có là 4 nước sản xuất ra được vaccine như Anh, Mỹ, Nga với Trung Quốc, và trong đó có 6 công ty tập trung ra trong 6 cái công ty, và ở trên thế giới thì hơn 200 nước và vùng lãnh thổ đấy, và có hơn 7 tỷ dân. Nhưng Việt Nam mặc dù chưa được công nhận, nhưng cái quá trình nghiên cứu và thử nghiệm vaccine là đã đang và tiến hành và gặt hái được những thành công nhất định. Thì các vị còn xuyên tạc ở cái chỗ nào nữa về cái trí tuệ của con người Việt Nam, về một cái nền giáo dục cũng như là về cái sự sáng suốt của đảng và nhà nước, đó với về cái công tâm nhiệt huyết tập trung vào đó. Đó, như vậy thì các vị còn đi xuyên tạc ở chỗ nào đó. Nói về công tác chống dịch là thành công, về cái công tác nghiên cứu ra vaccine là đạt được những cái thành tựu nhất định đấy, thì tất cả vì như vậy. Khi những cái nguồn thuốc nào, cái nguồn vaccine nào chưa có nguồn gốc rõ ràng, chưa có được cái sự chứng nhận của cái tổ chức y tế thế giới, thì lãnh đạo sẽ tuyệt đối không mua về để cho người dân sử dụng đấy. Khi những cái loại vaccine mà có được trải qua cái sự là kiểm tra xét duyệt của tổ chức y tế, thì lúc đó đảng nhà nước mới tiến hành là mua những cái loại vaccine đó về để chích, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và đảm bảo là chúng ta cho cái người dân là trong đất nước tạo được cái miễn dịch cộng đồng. Đó là một cái việc làm cao cả nhân văn. Thì em thấy là như vậy. Anh nói với Tân như thế này này, đối với bọn ba quê ấy, chúng nó lúc nào cũng là tư bản nó ok, Mỹ nó ok. Ngay nói cái chuyện vaccine, tôi nói với tất cả bạn là không có một cái vaccine nào của các nước tư bản hoặc là trên thế giới này nó tuyệt đối 100%. Thế vừa rồi ở mình đúng không, tiêm vaccine cho một cái chị mà cũng là cán bộ y tế ở An Giang ở hay ở Đồng Tháp rồi đấy đúng không, chị cũng tử vong. Vaccine đó là vaccine của mua của Anh đúng không? Cho nên là tôi nói các bạn là nó vẫn có cái sản xuất, ví dụ như là sản xuất vaccine của Anh hay của Mỹ gì đấy tiêm ở bên châu Âu thì cũng bị tác dụng phụ, là nó bị tác dụng mà đông máu đúng không? Thì thực tế ra là mình qua đây mình cũng không nói là bảo vaccine ấy là không tốt, nhưng mà nó có cái sản xuất không được 100%. Đó là cái mà mình, cái chuyện này nó tổ chức y tế thế giới và mình phải công nhận tất cả các vaccine đúng không? Còn ví dụ vaccine nào nó càng số phần trăm nó an toàn và nó tuyệt đối, thì tức là nó tương đối càng nhiều phần trăm thì càng tốt đó. Cho nên là nói về cái, thêm cái vụ này, trong cái độ xác suất mà chích vaccine vào mà chết người á, là ở trên thế giới đều có. Mỹ là cũng 7-8 người là cách đây nhiều tháng trước rồi đấy. Mà qua cái việc hành động của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta tiến hành chích thử nghiệm cái lâm sàng lần 2 đó, là chúng ta thấy được cái tâm của những cái vị lãnh đạo là như thế nào đấy. Đích thân là Phó Thủ tướng chích thử nghiệm thì anh thấy như thế nào? Tại sao không tìm những người dân khác? À, nếu mà
chỉ cần là hô lên thôi, có hàng trăm người người ta sẽ cơ thể con người mình cũng không phải bên y khoa, nhưng mình là bên kỹ thuật thôi, nhưng mà nói chung là ví dụ cơ thể con người 100 người cơ thể cũng không thể nào các chất miễn dịch này và cơ thể nào nó cũng không thể nào hoàn toàn nó giống nhau cả, đúng không? Nhưng ví dụ chị không may là cơ thể chị có một cái gì đấy nó bị sốc phản vệ với lại cái vaccine đó, đúng không? Ví dụ cái khoảng nọ mà mấy tỷ người may có một người nó như thế, đúng không? Thì cái chuyện đấy mình phải chấp nhận thôi đó. Yeah. Nói chung là tất cả các cái loại vaccine đó thì nó đều có tác dụng phụ của nó hết, đều có cái vấn đề của riêng là tất cả các loại vaccine luôn, chứ không phải là riêng là mỗi vaccine COVID đâu, các vaccine khác cũng vậy, nó đều có cái rủi ro trong cái thuốc men đó thì nó vậy, nhưng mà ở trong cái phạm vi cho phép thôi, do tùy theo và cơ địa của từng người có phù hợp hay không phù hợp đấy, thì em thấy là như vậy. Nhưng mà cơ những cái ở đây á, tại sao có cái những cái diễn đàn như anh em mình đây là tại vì á, bọn nó chuyên môn là xuyên tạc, chuyên môn bôi nhọ, không bao giờ mà công nhận bất cứ một cái thành tựu nào của đất nước ta hết đấy, nên là thành ra hỏi tại sao lại cứ cay cú, tại sao lại cảm thấy khi nhìn thấy người dân chúng ta càng ngày càng đoàn kết, vì ví dụ như cái lời kêu gọi của thủ tướng của chủ tịch nước vân vân, thì người dân đều đồng lòng ủng hộ và xuất hiện các cái ví dụ như là ATM gạo và cái việc cứu trợ của các cái đồng bào ở các cái khu vực công dịch tới tiếp tế lương thực thực phẩm cho cái khu vực là đồng bào ở bị dịch, thì những cái thành phần mà bỏ nước ra đi rất là cay cú, và theo em nghĩ là cảm thấy còn tủi thân tại sao mình cũng là người Việt nhưng mà lại nói chung là sống ở cái đất khách quê người và không có hưởng được những cái tình cảm đó. Thì từ cái chỗ mà càng nhìn thấy nhân dân ta đoàn kết thì chúng càng cay cú, càng lồng lộn lên và càng xuyên tạc, và xuyên tạc tới bất chấp mọi cái thủ đoạn và bất chấp mọi cái lý lẽ, nói những cái chuyện không có một cái lý lẽ nào chúng cũng nói, và không phải những không chỉ nói mà nó nói ra rả hàng ngày luôn. Mà em thấy không biết là con người thì cũng có liêm sĩ với Tây Tàu hay ở bất cứ ở đâu cũng vậy, nhưng mà riêng cái thành phần Ba Que này em thấy là không có. Bây giờ có một cái luận điệu chúng nó xin tặng như này nữa, thì theo ý em như thế nào? Chúng nó bảo là hiện nay Việt Nam mình đang đi ăn xin ở nước ngoài, ví dụ nước ngoài có viện trợ cho mình về vaccine hoặc mình viện trợ 1-2 triệu đô la để nghe chưa, thì chúng nó bảo mình ăn xin nước ngoài, thì ý kiến của em như thế nào? Là cái quan điểm mà kêu là mình đi ăn xin đó là khẳng định là cái chuyện đi ăn xin là không bao giờ có. Và cái như thế này, trong cái công tác ngoại giao đương nhiên là em với anh nói chuyện thì phải khách sáo rồi, chứ không lẽ là giờ kêu anh Bằng ngày mai chuyển cho tôi 20 triệu vô tài khoản của tôi, nói như vậy sao được. Tôi là phải nói anh, tôi còn cần làm cái chuyện này rồi, ngày mai anh chuyển 20 triệu cho tôi, cái tôi đang cần gấp này kia. Thì những cái mối quan hệ bạn bè anh em thì anh sắp chết chuyển, chứ kêu ngày mai chuyển vào trong tài khoản thì đương nhiên anh sẽ không chuyển, mặc dù là bạn bè, đúng không? Và cái ở vấn một đề, cái điểm này theo anh nghĩ là cái vấn đề đó là cái tình cảm, thứ hai là mối quan hệ giữa các nước. Bây giờ anh nói em như thế này, ví dụ như đất nước Nhật Bản, người ta rất là giàu, đúng không? Người ta bị động đất, người ta bị sóng thần, nhân dân Việt Nam mới đóng góp vào hoặc chính phủ Việt Nam mới gửi ra viện trợ cỡ khoảng 1 triệu đô la, đúng không? 1 triệu đô la thì so với lại cái số tiền chính phủ Nhật Bản người ta hỗ trợ cái chuyện cái vùng sống cần đó nó không đáng bao nhiêu, nhưng chính phủ Nhật Bản hoặc Bộ Ngoại giao Nhật Bản người ta vẫn điện thoại dài sang Việt Nam cảm ơn khi chúng tôi gặp khó khăn nọ kia. Tôi nói các bạn này, một miếng khi đói một gói khi no. Khi Việt Nam cái thời trước ấy, Việt Nam mà không có dịch COVID-19, trong đó Mỹ nhá, và một số nước mình nói bạn, ví dụ Mỹ chẳng hạn, bị dịch COVID-19 mình vẫn cứ viện trợ, đúng không? Mình gửi ra những cái mà thiết bị y tế hoặc là găng tay hoặc ABC gì đấy. Ở đây chẳng qua là cái vấn đề tượng trưng mà gọi là vấn đề tinh thần thôi. Yeah. Nó thể hiện cái tình cảm, đúng không? Giữa hai nước, một miếng khi đói một gói khi no. Cái tiền thì nó không giá trị bao nhiêu, hoặc cái hiện vật đấy nó không giá trị bao nhiêu, nhưng nó thể hiện cái tình cảm. Ví dụ như tôi gặp khó khăn một chút, hoặc nhà tôi đang gặp cái vấn đề coi như là tai ương, tuy nhiên tôi vẫn có đủ kinh tế, tôi vẫn đủ tiền tôi khắc phục, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng bạn mang đến cho tôi 1 đồng 1 hào thì lúc đấy tôi cũng cảm ơn, đó là cái thể hiện cái tình hữu nghị, đúng không?
Cho nên là bây giờ Đúng như không? chúng nó về, tại sao chúng nó bảo là ngày xưa là chính phủ Mỹ xin Việt Nam coi như mấy trăm triệu hoặc mấy chục triệu cái găng tay hoặc mấy triệu cái nọ cái kia đúng không? Cái chính phủ Mỹ xin là hoặc là chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư sang tổng thống Biden thì chúng nó bảo là lại gửi thư sang coi như là ăn xin nọ kia tất cả các thứ. Vậy khi tổng thống Joe Biden gửi thư sang cảm ơn Việt Nam thì chúng nó lại câm mồm, chúng nói gì đúng không? Cho nên là mẹ cái luận điệu này mình phải vạch trần ra những cái vấn đề này, mình phải còn nó dài lắm, nhưng mà cái đấy là cái khốn nạn hoạt động ấy. Dạ em nói anh Bằng, em nói anh á, là cái từ xin là tụi nó nói, còn lại trên cơ bản từ ngữ cũng như là qua thư tín này kia là không không bao giờ mà có cái từ là xin, mà là giúp đỡ, tức là giúp đỡ tạo điều kiện. Tức là hiện nay lượng vaccine trên toàn thế giới á, các công ty sản xuất ra, 6 công ty trên toàn thế giới thì không phải là dư giả ra mà chúng ta phải đăng ký để mua, tức là đã chúng ta có tiền ngay nhưng mà không phải là đưa vaccine về ngay được, cho nên là phải có đăng ký để mua mới được. Cho nên cái người lãnh đạo ở đất nước chúng ta lợi dụng cái vị thế của đất nước, cái uy tín của bản thân mình để đem lại cái lợi ích cho nhân dân là bằng cách gọi điện cho anh A, anh B, anh có quyền và có thể là tác động chi phối, là chúng ta có thể được mua trước và mua với số lượng lớn chẳng hạn, thì cái đó đưa lại cái lợi ích gì? Lợi ích cho nhân dân chứ không phải là bản thân người lãnh đạo. Đấy, thì một cái người lãnh đạo hy sinh tất cả đều vì cái mục đích phát về cái quyền lợi của nhân dân như vậy, chúng nó lại kêu là đi ăn xin, thì anh cứ nghĩ đi, chúng nó là cái thứ gì đó. Và cái việc làm đó, chúng ta không có xin cũng không có là làm bất cứ cái gì gọi là xấu hổ đến cái thể diện của dân tộc. Chúng ta tạo cái mối quan hệ đó, chúng ta bắt buộc là gọi điện nhờ giúp đỡ, nhưng mà anh không thể không giúp đỡ vì cái vị thế của tôi nó đáng được hưởng như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đăng ký mua được với cái giá cả hợp lý, thì từ cái chỗ thay vì mua cái giá thị trường thì chúng ta dựa vào cái vị thế, dựa vào cái uy tín đó, chúng ta mua được cái giá cả thấp hơn đi chăng nữa thì cái tiền chênh lệch đó để làm cái gì? Để tập trung cho dân, để phát triển kinh tế. Thì tất cả quy chung lại thì người lãnh đạo đều bắt óc suy nghĩ, đều hết tận tâm tận lực, đều vì cái mục đích là phát triển đất nước, đều vì cái cuộc sống của cái người dân. Kết quả cuối cùng đó là cái sức khỏe của những người dân và cái cuộc sống của những người dân, nó gồm có hai cái đúng không? Đó, vì vậy tất cả những cái việc làm đó của cái người cán bộ lãnh đạo thì tất cả đều hướng chỉ về một mục tiêu duy nhất. Em chỉ thấy một cái mục tiêu đó là duy nhất thôi, chứ không thấy cái ông nào mà xin về cho mình để đem đi bán ra thị trường hoặc là bán cho dân lấy tiền thôi, là không có cái chuyện đó. Cho nên là những cái thành phần đó nó luôn luôn chống đối, nó xuyên tạc, nó bị bôi, nhưng mà thôi cái gì nó cũng nói được hết, là thế là em cũng đau hết cả đầu với cái đám đó. Nhưng mà thực tế tất cả, nếu anh em mình nhìn nhận công tâm ra, tất cả những cái việc làm của những người cán bộ lãnh đạo như vậy á, thì vì một cái gì đó là như anh em mình đã nói vậy, tất cả đều thực tế ra anh nói với em như thế này, anh em mình ấy thì nói chung là thôi gọi là ăn cơm nhà gác tụ mình có cái câu bác tù vàng tổng cũng, nhưng mà nhiều khi cũng không phải thế đâu. Ở đây tôi nói với tất cả các bạn nhé, hiện nay ấy thì bọn ba que chúng ta nói là anh em chúng ta lên trên mạng xã hội này là dư luận viên để được hưởng lương tháng ba củ như người khác, nhưng mà chúng nó không hiểu rằng là chúng mình là những người dân Việt Nam đang thực hiện cái lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước mình, tức là toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Hiện nay ở trên mạng xã hội này bây giờ bọn ba que ba cẳng, bọn chống cộng cực đoan, chúng nó xuyên tạc rất là nhiều. Các bạn thử vào những cái trang phản động hoặc là những cái đài phản động bên kia, chúng nó xuyên tạc rất nhiều. Cho nên là thôi anh em mình là những người có cái máu nóng một tí xíu, mình không chịu đựng được những cái đó, mình lên mình phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó. Ở trên này chúng mình chỉ dùng cái lý luận và cái sự thực trong xã hội mình nói lên đúng không? Chứ còn bây giờ những vấn đề tồn tại trong xã hội thì anh em mình ví dụ thỉnh thoảng anh em mình vẫn cứ nói thôi đúng không? Ví dụ như bọn ma que, ví dụ cái ông nào mà các ông có cái tư tưởng ngược chiều, các ông lên trên này ông nói là ở Việt Nam vẫn có ông A, B, ông B, ông C này là vấn đề tham nhũng vẫn còn, chúng tôi vẫn công nhận mà, chứ không phải là chúng tôi bảo Việt Nam hiện nay có tham nhũng đâu.
ngay cả bản thân tôi nói với các bạn nhá, ngay trong ngày hôm nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt cái lệnh khởi tố hai ông nhá, nguyên chủ tịch, hai ông nguyên là nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và một người làm giám nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đúng không? Đấy, cho nên là chống tham nhũng không có vùng cấm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp có to, quá to chứ. Tôi không nói là cái trước kia của ông Đinh Thăng hoặc là ông Tất Thành Cang hoặc rất nhiều những ông thứ trưởng bộ trưởng các thứ nó bị coi như là mẹ lôi ra đòn đấy. Cho nên là nếu mà nói về chống tham nhũng á, thì nếu mà các nước tư bản, tất cả các nước tư bản trên thế giới này không nước nào chống tham nhũng bằng Việt Nam chúng ta hết. Nó thẳng nhau khẳng định một cái điều như vậy. Và không chống tham nhũng á, thì tụi nó nói là không có chống là bao che cho nhau. Mà khi chống tham nhũng á, thì chúng lại quay ngược lại, chúng nó nói là đang thanh trừng nội bộ. Thế cho nên anh thấy là tất cả những cái lý lẽ của tụi nó đều xuyên tạc và cái đầu nào nó cũng nói. Nhưng mà tụi em gọi là có cái đòn sóc á, là cái thứ đòn sóc hai đầu thì đầu nào cũng sóc được hết á. Nên là những cái thành phần đó cái kiểu gì nó cũng nói, nhưng mà cơ bản thì theo em thấy là nó cay cú, nó tủi thân vì nhìn thấy Việt Nam phát triển, vì nhìn thấy cái tinh thần đoàn kết, vì nhìn thấy cái là nhân dân một lòng tin tưởng và chữ lãnh đạo của Đảng và nhà nước, thì chúng nó cay cú mà thôi, chỉ có điều duy nhất như vậy. Nói em chung là chuyện cay cú thì kệ mẹ nó, chúng nó xuyên tạc thì anh em mình đây, chúng anh em mình phải phản biện có thế thôi, thực dạ, hiện cái lời kêu gọi của chính phủ mình, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chuyện này là thì chúng mình đã chiến đấu ở trên cái không gian mạng này, đúng không? Không gian mạng đấy thì ngày xưa thì tờ bọn ở trên không gian mạng hoặc là những cái đài phản động kia chúng nó câm mồm hết đi thì anh em mình cũng chẳng lên trên này làm gì nữa. Đúng rồi, trên anh em mình tổ về cái cuộc sống bản thân chú hiện nay đang làm cái gì theo anh là làm như thế nào rồi kinh nghiệm là xuống cho anh em mình vui vẻ, đúng không? Chứ mà chúng nó còn xuyên tạc thì ví dụ như bảo thế này, anh còn khỏe, còn có điều kiện, anh còn lên trên phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc, đúng không? Nói chung là cái truyền thống ngàn đời ngày xưa thì giặc xâm phạm lãnh thổ thì nhân dân một lòng đứng lên, mà ngày nay thì anh em mình tiếp tục thôi, mặc dù nó không có xâm phạm lãnh thổ nhưng mà trên không gian mạng chúng nó xâm phạm tới trên không gian mạng chúng ta, thì anh em chúng ta tập trung đánh tụi nó ở trên không gian mạng. Chỉ có vấn đề là nó chỉ là vấn đề truyền thống của dân tộc rồi, anh em mình phát huy được bao nhiêu thì phát huy bao nhiêu thôi. Rồi, em sẽ mời anh cầm mũi lên, anh cầm mũi ok quá, rồi anh cảm ơn em.